Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Lạng Sơn đưa nền tảng cửa khẩu số vào hoạt động góp phần chống ùn ứ hàng hóa và minh bạch trong quá trình xử lý để chống tiêu cực. Nhiều báo chí quốc tế tiếp tục có những phân tích về triển vọng phát triển rất rõ nét của kinh tế Việt Nam. Nội dung cụ thể sẽ có trong phần điểm báo quốc tế cuối tuần của bản tin hôm nay. Các địa phương vùng núi phía Bắc đều đã chủ động nhiều phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân và phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Thưa quý vị, báo cáo về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo AI năm 2021 vừa công bố cho thấy Việt Nam đứng thứ 62 toàn cầu và xếp thứ 6 trong 10 nước ASEAN. Như vậy, Việt Nam đã tăng 14 bậc so với xếp hạng thế giới năm 2020 và tăng 1 bậc trong ASEAN. Đây là năm đầu tiên điểm trung bình của Việt Nam đạt mức 51,82, vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới là 47,42. Việc tăng thứ hạng thể hiện sự đầu tư của chính phủ các nước, trong đó có Việt Nam, vào công nghệ mới như AI là đúng hướng. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Ngay sau đó, nhiều hoạt động hiện thực hóa chiến lược đã được triển khai. Một thông tin rất đáng chú ý với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là từ ngày 21 tháng 2, tỉnh Lạng Sơn sẽ không cho thông quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh nếu chưa thực hiện khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Việc đưa nền tảng cửa khẩu số vào hoạt động là một bước hiện đại hóa công tác xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, góp phần chống ùn ứ hàng hóa và minh bạch trong quá trình xử lý để chống tiêu cực. Thay vì phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý tại cửa khẩu, thì giờ đây doanh nghiệp có thể kê khai trực tuyến thông tin hàng hóa trước khi đến cửa khẩu. Thông tin kê khai trên nền tảng cửa khẩu số sẽ được cập nhật xác thực, giúp công tác kiểm soát biên phòng, kiểm tra hải quan được thực hiện một cách nhanh chóng, không cần doanh nghiệp phải xuất trình nhiều giấy tờ. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được nhận thông tin chỉ dẫn về phân luồng, điều hướng phương tiện, hạn chế tình trạng ùn ứ. Nếu như thực hiện được cửa khẩu số thì sẽ hỗ trợ được cho doanh nghiệp nhiều. Thực hiện trên tờ khai điện tử thì tôi chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút thôi, và tiện hơn nữa là tôi có thể thực hiện ở đâu cũng được. Thông qua nền tảng cửa khẩu số thì tất cả các cái khâu nghiệp vụ liên quan đến một cái lô hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu thì được liên thông với nhau. Đặc biệt phía cơ quan hải quan thì cũng đã số hóa được một số những bước nghiệp vụ trên nền tảng cửa khẩu số, giảm chi phí rồi thời gian cho cả phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trên cửa khẩu. Nền tảng áp dụng nhiều công nghệ hiện đại như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây. Cơ sở dữ liệu được xây dựng tập trung và có khả năng kết nối, chia sẻ qua trục liên thông, tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh. Cơ quan quản lý tại cửa khẩu có thể theo dõi chi tiết quá trình thông quan theo thời gian thực, công khai, minh bạch. Để mà quản lý một cách tổng thể toàn diện các cái hoạt động khu vực cửa khẩu. Thứ hai là sẽ tự động hóa được các cái quy trình để mà xuất khẩu hàng hóa. Và thứ ba nữa là nó đẩy mạnh cái cải cách hành chính và nó nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, tạo ra được một cái dữ liệu dùng chung để phục vụ cho cái công tác quản lý nhà nước của các cá nhân, của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn. Việc triển khai mở rộng nền tảng cửa khẩu số sẽ giúp hình thành bản đồ chi tiết phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giám sát tình hình xuất nhập khẩu trên toàn quốc. Đây cũng là mong muốn của rất nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta lại cùng đến với mục điểm báo quốc tế cuối tuần để tìm hiểu tuần qua Việt Nam nhận được sự quan tâm gì từ báo chí quốc tế. Trong tuần qua, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí quốc tế với những tín hiệu quan trọng của quá trình phục hồi kinh tế. Trong đó nổi bật là việc mặc dù đại dịch tiếp diễn, Việt Nam đã nối lại các đường bay quốc tế, mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, đồng thời đảm bảo sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Những tín hiệu này đã được quốc tế đón nhận rất tích cực. Trước hết có thể nói, tin về Việt Nam được đưa nhiều nhất trên các báo tuần qua chính là Việt Nam đã sẵn sàng phục hồi hai lĩnh vực đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua, đó là hàng không và du lịch. Đồng loạt nhiều trang báo quốc tế lớn đều đưa tin Việt Nam nối lại hoàn toàn những chuyến bay quốc tế từ ngày 15 tháng 2 và sẵn sàng mở cửa du lịch từ 15 tháng 3.
Thật dễ hiểu tại sao các báo không thể để lỡ thông tin này. Khách du lịch quốc tế đều nóng lòng muốn biết bao giờ du lịch Việt Nam mở cửa, bởi Việt Nam vẫn luôn là một điểm đến hấp dẫn. Nhiều hãng thông tấn quốc tế nhận định, tỷ lệ tiêm chủng vaccine của Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới là một trong những lý do để Việt Nam quyết định mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3. Hãng tin Japan Today của Nhật Bản dẫn số liệu chính thức rằng hơn 90% người trưởng thành ở Việt Nam đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Việc dỡ bỏ các hạn chế về hàng không và du lịch của Việt Nam, mặc dù đại dịch vẫn tiếp diễn, đã được giới đầu tư quốc tế vào Việt Nam đón nhận tích cực với nhận định chung là Việt Nam đang đi đúng hướng trong tình hình mới. Cộng đồng doanh nghiệp quốc tế rất mong chờ thông tin này. Nhà đầu tư quốc tế rất cần đến tận nơi, khảo sát cơ sở vật chất trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Việc nối lại đường bay quốc tế là rất tốt cho toàn bộ nền kinh tế. Trong kinh doanh, bạn cần phải gặp trực tiếp đối tác, đi thăm nhà máy hay khảo sát thực tế điều kiện làm ăn kinh doanh ở một địa phương. Bên cạnh đó, ngành du lịch đóng góp lớn cho kinh tế Việt Nam. Việc nối lại đường bay quốc tế sẽ thúc đẩy các dịch vụ liên quan đến du lịch như chỗ ở, vận chuyển và giải trí, đồng thời hỗ trợ thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch. Điều này phần nào phản ánh thực tế rằng Việt Nam đang bám sát chiến lược đối phó với dịch và bình thường hóa hoạt động kinh tế của mình. Du khách Nga rất mong chờ điều này. Họ thường xuyên hỏi chúng tôi có thể đi nghỉ tại các bãi biển tuyệt đẹp của Việt Nam. Sắp tới sẽ có đoàn doanh nghiệp Nga bay đến Việt Nam để bàn thảo về hợp tác kinh tế. Việc gặp gỡ trực tiếp sẽ tạo sự tin cậy hơn và sẽ thúc đẩy tăng trưởng hợp tác. Doanh nghiệp Anh ở Việt Nam gần như đã phải đối mặt với tình hình hạn chế di chuyển nghiêm ngặt trong 2 năm qua. Rõ ràng là lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19. Trong năm 2019, đã có khoảng 300.000 lượt khách từ Vương quốc Anh đến Việt Nam. Tôi nghĩ việc mở cửa đường bay quốc tế và chú trọng phát triển du lịch bền vững, đó chắc chắn là cơ hội để Việt Nam tiến cao hơn trong chuỗi giá trị trong lĩnh vực du lịch. Như vậy là có thể thấy dưới góc nhìn của báo chí quốc tế và các nhà đầu tư quốc tế, giờ đây con số lây nhiễm không còn quá quan trọng so với những tín hiệu Việt Nam đã bắt nhịp trở lại với nền kinh tế thế giới. Những tín hiệu đã cho thấy Việt Nam kiểm soát được đại dịch và đang chủ động với giai đoạn thích ứng với COVID-19. Tuần qua có những thông tin khác về Việt Nam cũng được chào đón không kém gì việc phục hồi hàng không và du lịch. Đó chính là tình hình sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam đang diễn ra bình thường và tiến triển tốt, bất chấp các ca lây nhiễm ở Việt Nam vẫn gia tăng. Điều này khiến cho thế giới yên tâm vì chuỗi cung ứng toàn cầu không bị đứt gãy như năm 2021 và giảm đà leo thang giá cả toàn cầu. Nhiều nguồn tin đã đưa ra nhận định rất đáng chú ý. Ở Việt Nam, nơi sản xuất từ giày dép cho đến điện thoại thông minh, thì sự yên tâm làm việc của người công nhân lại đang tác động tới thế giới. Trong bài viết với tiêu đề "Các nhà bán lẻ cảm thấy nhẹ nhõm, Việt Nam không đóng cửa các nhà máy do dịch bệnh", hãng tin Reuters nhận định sự hoạt động không gián đoạn của các nhà máy tại Việt Nam, nước xuất khẩu quần áo và giày dép lớn thứ hai vào Mỹ sau Trung Quốc, sẽ giúp tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng đang đẩy lạm phát trên thế giới lên cao. Sản xuất đang được khôi phục trở lại, tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục trở lại. Những yếu tố khiến các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam trước đây thì vẫn được giữ vững. Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục là một trong những nước tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở châu Á. Và không có lý do gì mà điều đó lại không tiếp tục duy trì trong tương lai. GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng bất chấp ảnh hưởng của đại dịch. Điều này tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phục hồi nhanh chóng của kinh tế Việt Nam. Chuyên trang Diễn đàn Đông Á nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022 là rất khả quan. Các nhà máy và dịch vụ đang dần được phục hồi và sẽ chứng kiến những bước tăng trưởng ngoạn mục. Bài báo đặt câu hỏi, liệu những khó khăn do dịch bệnh có làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam như một nhà sản xuất đáng tin cậy và là một sự thay thế Trung Quốc trong vai trò một quốc gia xuất khẩu hay không? Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh vào thực tế của năm 2021 của Việt Nam. Bất chấp các nhà máy đóng cửa do giãn cách, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng 19% ở mức ngoạn mục là 336 tỷ đô la Mỹ, trong khi GDP năm 2020 là 271 tỷ đô la Mỹ và chỉ tăng nhẹ năm 2021. Sự gia tăng nhanh chóng độ phủ vaccine của Việt Nam cho thấy khả năng các nhà máy phải đóng cửa là rất thấp. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022 là rất tốt. Khi các nhà máy và dịch vụ hoạt động trở lại sẽ tạo đà cho sức sản xuất tăng vọt như là điều mà Trung Quốc đã làm được vào đầu năm 2021.
Mức dự báo GDP tăng cao lên 7,9% năm 2022 và 6,5% vào năm 2023 của Việt Nam, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của năm 2021. Nhìn lại năm 2021, dù các biện pháp giãn cách xã hội đã xảy ra, nhưng thời điểm chỉ là vài tháng. Sau đó, chính phủ Việt Nam đã có bước chuyển hướng rất kịp thời. Tỷ lệ phủ vaccine nhanh khiến cho những tổn hại về kinh tế lúc đó là có, nhưng nhanh chóng được giải quyết. Đó là lý do cho việc sức hấp dẫn với nhà đầu tư không suy yếu. Còn năm 2020, Việt Nam chống dịch rất tốt, được coi là kỳ tích nên đã sẵn nền tảng ổn định để nền kinh tế vẫn tăng trưởng dương, trong khi các nước mới nổi khác không có tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm. Một điều nữa là nền tảng tăng trưởng đó lại giúp cho Việt Nam có thêm dư địa cho chính sách tài khóa để duy trì mở rộng giai đoạn 2022-2023. Trong hai năm qua, chúng tôi không ghi nhận có thâm hụt nợ chính phủ. Vì thế, nó cho phép chính phủ Việt Nam có thể chi nhiều hơn cho hồi phục kinh tế. Ví dụ như gói kích thích kinh tế sẽ được triển khai sắp tới. Rõ ràng là trong bối cảnh đại dịch tiếp diễn, các tổ chức tài chính quốc tế vẫn nhìn nhận Việt Nam như là một điểm sáng ổn định. Tuần qua, thì Ngân hàng Thế giới WB đã công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 2 năm 2022. Theo đó, tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá lạc quan. Báo cáo cho biết nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine đã vượt mốc 73% dân số cả nước, nhiều chỉ số kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển biến và duy trì ở mức tích cực. Nhiều bài báo quốc tế phân tích những triển vọng rất rõ nét của kinh tế Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra những thách thức phía trước, trong đó có câu hỏi Việt Nam có giữ được vị trí tiếp tục là công xưởng sản xuất của thế giới không và sẽ tiến lên như thế nào? Trong bài viết có nhan đề rất thu hút, tiếng gầm của một con hổ châu Á mới, Nhật báo tài chính Business Times của Singapore đã có nhận định quan trọng. Từng nằm trong số các quốc gia nghèo nhất thế giới, kinh tế Việt Nam hiện đang phát triển vượt bậc. Ngân hàng Thế giới mô tả, đây là một trong những quốc gia mới nổi và năng động bậc nhất trên toàn khu vực Đông Á. Business Times cho rằng Việt Nam đã có sự chuyển đổi ngoạn mục trong 30 năm qua. Từ một nước nghèo, nơi đây đang thu hút những tập đoàn danh tiếng trên thế giới tới đầu tư và tìm được cơ hội to lớn. Bài báo tóm tắt những đặc điểm hiện nay của Việt Nam đi cùng những bức ảnh cho thấy sự phát triển nhanh của Việt Nam. Đó là sự bùng nổ của tầng lớp giàu có, môi trường khuyến khích khởi nghiệp, sự bùng nổ năng lượng tái tạo, sự phát triển mạnh của thị trường bất động sản, lực lượng lao động và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng lớn. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới. Với việc kiểm soát tốt đại dịch, chương trình tiêm chủng hiệu quả và chính sách sống chung với dịch, tôi thực sự cảm thấy rằng Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo để phục hồi. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một chiến lược đầy tham vọng nhằm mở cửa nền kinh tế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thuận lợi để triển khai những kế hoạch đó. Chúng tôi rất lạc quan về Việt Nam vì đây là một nơi tuyệt vời để kinh doanh, một thị trường đang phát triển và là một nơi tuyệt vời để sản xuất. Chúng tôi tin tưởng vào tương lai của Việt Nam. Tuần qua, tờ Vietjo của Nhật Bản cũng đưa tin, theo kết quả khảo sát hơn 4.000 CEO toàn cầu đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới của PwC, công ty kiểm toán hàng đầu thế giới của Anh, cho thấy mức độ lạc quan của các CEO về Việt Nam. Chuyên gia của PwC kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ quay lại mức tăng trưởng 6-6,5%, phần lớn là do sự trở lại mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào thị trường. Tại Việt Nam, chính sách chung sống an toàn với COVID-19 đã tạo ra một chiến dịch tiêm chủng thần tốc, cho phép đất nước tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại vào cuối năm 2021. Ngày 15 tháng 2, trang mạng Digital Times của Đài Loan Trung Quốc cũng đã đăng bài phân tích tình hình kinh tế Việt Nam, trong đó đánh giá, dù phải trải qua năm 2021 đầy thách thức, nhưng kinh tế Việt Nam đã không bị kìm hãm do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng mà vẫn tiếp tục duy trì triển vọng tích cực, giữ vững vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu trong năm 2022. Mặc dù là Việt Nam cũng đã phải trải qua một thời gian cực kỳ khó khăn về Covid, nhưng cũng đã được đạt được cái phát triển dương như vậy là nó cũng chuyện rất là đáng mừng và cũng đánh giá cao về sự nỗ lực của chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Thì Việt Nam là xứng đáng được gọi là một cái con hổ của châu Á, và chúng tôi kỳ vọng năm nay sẽ đạt được một cái phát triển kỷ lục. Tình hình thế giới vẫn có nhiều biến động với căng thẳng gần đây giữa Nga và Ukraine, giá nhiên liệu bất ổn, những lo ngại về một biến chủng mới của SARS-CoV-2, tình trạng lạm phát tăng cao. Đây chính là những rủi ro với kinh tế toàn cầu.
Là một phần của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng đang chịu những ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng xanh đã và đang được các chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao. Các chuyên gia và nhà đầu tư vẫn có nhiều kỳ vọng, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cho thời gian tới để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Việt Nam cần duy trì đà phát triển và tăng tốc các nỗ lực trong chiến lược tăng trưởng xanh. Điều này sẽ đòi hỏi sự chung tay của cả các định chế tài chính, của chính phủ và mỗi cá nhân cùng làm việc chung. Chính phủ cần khuyến khích phát triển công cụ chia sẻ rủi ro để khuyến khích và bảo vệ doanh nghiệp, như bảo hiểm tài chính xanh thông qua các công cụ thị trường vốn. Tất cả những công cụ này rất quan trọng để giảm mức độ dễ bị tổn thương và giúp ngành thương mại Việt Nam có khả năng chống chịu tốt hơn trong tương lai. Thương mại xanh cần trở thành một mục tiêu ưu tiên của Việt Nam. Tôi tin chắc Việt Nam sẽ thành công trở lại và sớm trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới về thúc đẩy thương mại xanh. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra một lộ trình để đảm bảo an toàn khi mở cửa đón du khách và nhà đầu tư đến Việt Nam. Tôi nghĩ rằng an toàn và sức khỏe của cộng đồng là điều tối quan trọng. Tôi cho rằng nhà chức trách nên có kế hoạch dần dần nới lỏng các quy định phòng dịch và cấp thị thực. Tôi cho rằng Việt Nam sẽ muốn có tăng trưởng kinh tế cao, nhưng tăng trưởng kinh tế cao sẽ có ý nghĩa hơn về mặt kinh tế nếu đó là tăng trưởng bền vững. Kiểm soát giá cả và kiềm chế lạm phát chính là cách để tăng tốc phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu bền vững. Các chuyên gia và các tổ chức quốc tế đều thể hiện sự tin tưởng rằng Việt Nam sẽ quay lại quỹ đạo tăng trưởng của thời kỳ trước đại dịch và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5% mà Quốc hội đã đề ra cho năm nay. Những đánh giá lạc quan của các chuyên gia và báo chí quốc tế tuần qua cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang đẩy mạnh phục hồi với những chính sách linh hoạt trong bối cảnh mới. Đây cũng được coi là lúc chính phủ và doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp nước ngoài, cùng đồng hành để vượt qua thách thức, đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi nhanh và mạnh hơn. Từ đó tạo đà để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng và sẽ lại một lần nữa vươn lên mạnh mẽ như con hổ mới của châu Á. Và tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong phần sau của bản tin. Các điểm tham quan tại Hà Nội xây dựng các phương án theo từng cấp độ dịch bệnh khi mở cửa trở lại, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả và thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Các địa phương vùng núi phía Bắc đều đã chủ động nhiều phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân và phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Thưa quý vị, gần 194 triệu liều là tổng số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm tại Việt Nam tính đến thời điểm này. Tỷ lệ sử dụng chiếm hơn 96% số vaccine đã phân bổ. Tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều cơ bản cho dân số trên 18 tuổi đã đạt xấp xỉ 98%. Về mũi 3, đã tiêm được 24,4 triệu liều, đạt 35,5% số người trên 18 tuổi. Riêng với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm được gần 17 triệu liều, trong đó mũi 2 là hơn 8,2 triệu liều. Như vậy, đã có hơn 8,2 triệu trong tổng số hơn 8,85 triệu trẻ ở lứa tuổi này được bao phủ đủ liều cơ bản, đạt tỷ lệ 93%. Hiện còn 3 tỉnh có tỷ lệ này dưới 80% là Điện Biên, Đắk Lắk, Bình Dương. Với nhóm từ 5 đến 11 tuổi, chính phủ đã quyết định mua hơn 20 triệu liều vaccine, dành để tới đây sẽ tiêm cho hơn 10 triệu trẻ ở lứa tuổi này. Cùng với hoạt động trọng tâm bảo đảm tiến độ tiêm vaccine, các địa phương đang tiếp tục tăng cường vận động người dân tiêm chủng. Các cơ sở y tế rà soát, tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền. Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các bệnh viện và trung tâm y tế tăng cường công tác điều trị cho trẻ em mắc COVID-19. Cụ thể, trẻ trên 3 tháng tuổi sẽ được điều trị tại nhà. Nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà, sẽ điều trị tại cơ sở thu dung quận huyện. Với trẻ có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì, trẻ từ 3 tháng tuổi trở xuống sẽ chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa. Trẻ mắc COVID-19 mức độ trung bình được điều trị tại tầng 2, các bệnh viện đa khoa có khoa nhi, bệnh viện trung ương bộ, ngành. 5 bệnh viện bao gồm Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanh Pôn và Sơn Tây, bệnh viện trung ương bộ, ngành sẽ tiếp nhận trẻ em mắc COVID-19 tầng 3. Sau thời gian dài tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 vừa qua thì thành phố Hà Nội đã chính thức cho phép các di tích trên địa bàn được mở cửa đón khách. Việc mở cửa phải tuân thủ đúng hướng dẫn về phòng dịch của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của thành phố Hà Nội. Các điểm tham quan cũng phải xây dựng các phương án theo từng cấp độ dịch bệnh, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả và thích ứng an toàn với dịch COVID-19.
Tour đêm thiêng lần 2 đầu tiên của nhà tù Hỏa Lò vừa được mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Công tác chuẩn bị trước khi đón du khách được ban quản lý nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị đầy đủ. Ghế ngồi được giãn cách và đánh dấu vị trí, lực lượng nhân viên được tăng cường. Mặc dù trời mưa, nhưng khách tham quan vẫn đến từ sớm và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Kế hoạch chúng tôi đã được tập huấn thường xuyên về trong thời gian đóng cửa. Khi được mở cửa ra thì chúng tôi đã nhuần nhuyễn các công việc đó. Và khi đón tiếp khách thì từ ngoài quầy vé là chúng tôi đã giới thiệu là khách phải quét mã PC COVID, khai báo y tế. Sau đó là chúng tôi đã chuẩn bị cái máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tự động. Khách vào đấy là sẽ tự giác làm những cái việc đó. Tiếp theo thì chúng tôi đã có các biển chỉ dẫn và phân luồng làm sao để khách đi an toàn và hợp lý nhất. Dạ, khi tôi tới đây và thấy cái công tác phòng chống dịch ở đây thì tôi rất là yên tâm. Mọi người cũng rất là tuân thủ tốt các biện pháp 5K chống dịch đó thì cảm thấy rất là an tâm khi mà đi theo cái tour này. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội mặc dù đang diễn biến phức tạp, nhưng tỷ lệ tiêm vaccine đủ 2 mũi của thành phố chiếm tới 99,6%. Ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng dần tăng cao. Đó là cơ sở để ngành du lịch thủ đô mở cửa và xúc tiến các giải pháp thu hút khách. Chúng tôi phát triển và cũng kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng thêm các cái sản phẩm mới nó có cái tính sáng tạo và nó phù hợp với nhu cầu của khách. Sau khi dịch bệnh COVID được kiểm soát thì các cái sản phẩm mới có cái tính hấp dẫn rất là cao, như là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, các loại hình du lịch mới khám phá về lịch sử, về các cái di tích văn hóa vẫn sẽ được tiếp tục. Thế và vừa rồi chúng tôi cũng kêu gọi các cái doanh nghiệp để chúng ta cải tạo chỉnh trang lại các cái cơ sở lưu trú, các khách sạn để làm sao bảo đảm được cái tiêu chuẩn cũng như cái yêu cầu để đón khách, phục vụ khách một cách tốt nhất. Sở Du lịch Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch. Từ nay đến cuối năm 2022, ngành du lịch sẽ triển khai hoạt động theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Trong đó chú trọng phối hợp với các ngành, địa phương để nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao. Sở cũng đã triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai là những tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C cũng đã khiến cho đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện băng giá. Hiện các địa phương đều đã chủ động nhiều phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân và phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Băng giá bắt đầu xuất hiện ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn từ sáng nay. Nhiều đoàn du khách đã đổ về đây để được tận mắt chứng kiến băng giá, khiến các cơ sở lưu trú kín khách. Mưa cùng sương mù dày đặc khiến tầm nhìn về chiều bị hạn chế hơn. Dự báo băng giá tiếp tục trong vài ngày tới. Nhiệt độ Sapa, Lào Cai cũng giảm xuống còn 0 đến âm 2 độ C. Nguy cơ cao xảy ra mưa tuyết băng giá tại một số khu vực núi cao trên 2.000 mét. Các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang đã chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người, gia súc và cây trồng. Cao Bằng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, gia cố che chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ấm, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho trâu bò. Dự trữ những thức ăn như rơm rạ, rồi là những thức ăn tinh và trồng cỏ voi để cho những cái ngày mưa gió. Hà Giang cũng đã chuẩn bị 17.000 tấn thức ăn tinh và 300.000 tấn thức ăn xanh đã được dự trữ cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, Hà Giang còn lập nhóm Zalo để chỉ đạo phòng chống đói, rét và dịch bệnh. Hiện tượng thả rông châu bò trên rừng, trên núi là hầu như là đến nay là triệt để. Dự báo, đợt rét đậm rét hại còn kéo dài đến thứ tư tuần tới. Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai đã cho phép học sinh một số trường bán trú ở vùng đỏ ở lại trường, đồng thời yêu cầu lập các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phòng chống rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại cho bà con. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại!